Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là Binance Wallet nhận token PIN nha các bạn. Thì đây là trang chủ của dự án. Thì con token này nó được xây dựng trên mạng lưới Binance Smart Chain. Thì dự án này là một dự án có quỹ riêng nha các bạn. Thì vào 3 ngày nữa nó sẽ launch app. Thì app này sẽ có trên là Apple Store và Google Play. Thì cái ứng dụng app của họ thì cho nó sẽ cho chúng ta là họ cũng làm về cái blockchain nha các bạn. Thì Bright blockchain có nghĩa là chúng ta là nó cho chúng ta là chuyển cái mạng lưới ETH sang mạng lưới BSC á các bạn. Thì cũng tương tự như các ứng dụng khác thôi. Ok, thì để tham gia vào dự án hôm nay các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn mở con bot ra giúp mình nhé. Trên bot thì các bạn ấn start để chat với bot. Tiếp theo đó thì các bạn ấn vào. Ok, chúng ta tiếp tục ấn vào nút Start một lần nữa nhé. Các bạn ấn vào nút Start một lần nữa. Sau đó thì chúng ta nhập lại mã captcha. Tiếp theo đó thì các bạn ấn vào nút Swipe Drop. Thì tham gia vào dự án hôm nay các bạn sẽ nhận được là 100.000 token BINS. Và các bạn sẽ nhận được thêm là 20.000 token BIN cho một referral. Ok, thì sau khi các bạn ấn vào nút Join Group xong thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ đầu tiên đó là chúng ta join vào group. Các bạn vào group. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh channel. Các bạn vào nút channel. Chúng ta tiến hành join vào kênh channel. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow Twitter. Các bạn vào phần Twitter. Trên Twitter của dự án các bạn ấn nút follow. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Thì ở bài viết đầu tiên này các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn vào nút chia sẻ. Chúng ta chia sẻ lên một cái trực tiếp. Các bạn vào Reddit tự bình lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn ấn nút submit my detail. Chúng ta tiến hành lại thông tin như sau. Đầu tiên thì hỏi chúng ta đã join vào hai kênh Telegram chưa. Thì các bạn ấn nút don. Sau đó thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại link profile Twitter. Link profile Twitter thì các bạn quay trở lại Twitter. Các bạn chọn một hồ sơ profile. Sau đó các bạn copy lại cái link profile Twitter của các bạn nhé. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái link profile Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Và cuối cùng thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại địa chỉ ví BEP20 Binance Smart Chain. Địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là ví SailPay. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái địa chỉ Smart Chain của các bạn vào đây và gửi cho bot. Ok, tiếp theo đó các bạn có thể ấn vào phần Static để kiểm tra thông tin của các bạn nhé. Thì sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, các bạn sẽ nhận được là 100.000 token BIN. Thì đây là link red của các bạn. Các bạn copy lại link red đi tiến thoại bị để nhận thêm token. Thì vào mỗi lượt refer các bạn sẽ nhận được thêm là 10.000 token nhé. Ok, qua mỗi lượt refer các bạn sẽ nhận được thêm là 20.000 token BIN nhé. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là nhận 100.000 token BIN đến từ dự án BIN Wallet. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.